Hi, xin chào các bạn, mình là Hảo Phạm. Hôm nay á, mình quay cái video này với mục đích là để chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm của mình trong cái việc mà dùng tool Auto Marketplace và để mà đột phá doanh số của mình. Đây là một góc văn phòng của mình á. Thì trước đây mình là một nhân viên văn phòng thôi, và sau khi mà kinh doanh online đã tự chạy ad các thứ nhập hàng về thì bị thua lỗ rất là nhiều do kinh nghiệm chạy quảng cáo không có và cái giá thầu quảng cáo lên rất là cao, nhất là trong cái thời điểm hiện tại á, việc mà lên cam bị chết liên tục và tài khoản BM bị chết liên tục á, thì không biết làm như thế nào để tăng doanh số. Thì mình đã biết đến được cái khóa học Marketplace công nghiệp của Fori Center, và từ đó là mình đã học cái khóa đó, đã thấy được nó rất là hiệu quả trong cái việc mà kéo traffic một cách free mà không bị mất tiền, và mình thấy rất là hay. Thì sau khi học cái khóa mà công nghiệp á, làm ảnh một cách công nghiệp rồi làm sao để nuôi được nhiều nick để làm được nhiều, thì mình đã quyết định là đầu tư một cái tool, đó là tool Marketplace. Tool Marketplace thì với cái thời điểm hiện tại thì mình đánh giá nó là rất là hữu dụng trong việc dùng Marketplace công nghiệp, và không thể so sánh được nó với cả không thể mà có thể so sánh được cái giá trị của nó với việc chạy ad hay là Shopee công nghiệp luôn, vì nó mới các bạn chưa biết thôi. Chứ còn về hiệu quả để mình áp dụng cho cái shop giày và shop túi của mình thì nó hiệu quả lên rất là nhiều trong cái việc mà lấy được khách hàng một cách free, một ngày có đến hàng trăm inbox mà không mất một đồng tiền chạy ad nào, và cái phí của tôn thì nó khá là rẻ. Nó vào tầm 400, mà mình tính ra là vào tầm 300-400 một tháng. Nó không đáng gì so với việc trước đây mình đầu tư hẳn 30-40 triệu một tháng cho việc chạy quảng cáo cả. Nhưng mà doanh số thì cũng khá là ổn định, mỗi ngày doanh số về đến 4-5 triệu đồng tiền doanh số, khá là ổn định. Và hiện tại bây giờ là mình đã phải thuê thêm nhân viên và đã phải set up kho, set up văn phòng cho cái việc quản lý bán hàng của mình về túi và về giày. Thì trong cái video này mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn là cái việc mà các bạn đang làm á, như trước đây mình làm, tức là đang chạy ad hay là đang làm các kênh khác mà chưa biết đến Marketplace, thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học Marketplace của Fori và có thể dùng cái tool đó để gia tăng doanh số. Vì theo đánh giá của mình ở thời điểm hiện tại á, thì cái tool đó mình dùng là ra lượng inbox ngang với mình chạy ad là 500 nghìn một ngày thì cũng chỉ ra được inbox ngang như vậy thôi, và cái chạy tool kia mình đăng trên cái kênh Marketplace thì lại không hề mất tiền. Đó là cái mà mình rất là thích và mình muốn chia sẻ với các bạn qua cái video này, thay như một cái lời cảm ơn đến đội ngũ Fori Center đã giúp cho cái công việc kinh doanh của mình tốt hơn. Bạn nào mà có cái câu hỏi gì hay là có cái thắc mắc gì về tool hay là về cái khóa học mà mình đã trải qua đó, vì mình là người có kinh nghiệm đã làm và đã có hiệu quả, bạn mà có gì chưa hiểu, cân nhắc gì trước khi dùng hay là chưa hiểu gì á, có thể inbox hỏi mình sẵn sàng chia sẻ thôi, vì nó là free mà. Và mình hiện tại là mình đã gặt hái được một cái thành công nhất định trong cái năm Covid này, và hy vọng là các bạn sau này cũng gặt hái thành công, nhất là các bạn mà đang kinh doanh vừa và nhỏ và đang bỏ tiền vào chạy ad hoặc là thuê người khác chạy quảng cáo mà chưa hiệu quả ấy. Các bạn có thể tìm đến cái phương án đó, đó là một phương án cứu tinh cho mình trong cái năm vừa rồi. Và cái video này thì mình chia sẻ ở cái mức độ như vậy thôi. Nếu mà bạn nào muốn quan tâm sâu hơn có thể hỏi mình nhé. Chào các bạn.